Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh trong những chương trình thời sự gần đây về thực trạng gia tăng số lượng xe chở quá khổ quá tải gây mất an toàn giao thông và hư hỏng hạ tầng giao thông. Việc xử lý hành vi vi phạm này đòi hỏi sự nỗ lực của nhiều cơ quan liên quan. Hiện nay, lực lượng chức năng bao gồm Thanh tra Giao thông và Cảnh sát Giao thông Thừa Thiên Huế đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát tải trọng, kích cỡ thùng xe trên địa bàn toàn tỉnh để hạn chế được các lỗi vi phạm của các doanh nghiệp vận tải và lái xe. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thời gian vừa qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Hương Thủy đã tổ chức tuần tra kiểm soát phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện các chuyên đề kiểm soát tuần tra với mục tiêu ngăn chặn đến mức thấp nhất những vi phạm của nhà xe trong quá trình tham gia hoạt động vận tải trên địa bàn. Công an thị xã Hương Thủy đã mở các chuyên đề phối hợp. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế đã tổ chức phối hợp với công an các huyện thị và công an tỉnh tổ chức các đợt kiểm tra tại huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc. Trạm kiểm soát tải trọng lưu động kiểm tra 224 lượt phương tiện, lập biên bản 52 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 31 trường hợp. Thanh tra sở lập biên bản 349 trường hợp, tước giấy phép lái xe 27 trường hợp, trong đó có 14 trường hợp liên quan đến kích thước thùng xe. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, của Liên sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thì trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Hương Trà, Công an thị xã Hương Thủy, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phong Điền đã phối hợp tuần tra kiểm soát ngăn chặn các trường hợp vi phạm quá tải trọng, kích thước thân thùng xe trên các tuyến địa bàn quản lý. Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát bất thường theo chuyên đề, tổ chức ký cam kết không vi phạm về quá khổ quá tải đã được thực hiện, nhưng lượng phương tiện vi phạm các lỗi nói trên vẫn thường xuyên xảy ra. Một chiếc xe nếu nhìn bình thường sẽ không thể vi phạm vì hàng hóa nằm gọn trong thùng xe, nhưng khi cân thì luôn vượt tải trọng cho phép từ 50 đến 100%. Đây là vấn đề đặt ra cho các đơn vị liên quan, tải trọng cho phép và kích cỡ thùng xe như thế nào để người lái xe không vi phạm hoặc khó cố tình vi phạm. Và cùng với công tác kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng thì ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông vẫn là vấn đề cốt lõi hàng đầu để hạn chế những tình trạng này.